Chương trình tích điểm nhân viên Employ áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty tại MHT Việt Nam. Chương trình tích điểm nhân viên Employ được thiết kế nhằm gia tăng trải nghiệm nhân viên trong hành trình tham gia vào các chương trình, các hoạt động gắn kết nhân viên, đặc biệt trong việc xây dựng hình ảnh và văn hóa tổ chức ngoài nhiệm vụ được giao. Thông qua chương trình, công ty mong muốn mỗi nhân viên chính là một đại sứ tích cực trong xây dựng và phát huy giá trị cốt lõi tôn trọng, đổi mới, kết quả, cùng kết nối, cộng hưởng và góp phần tạo nên thành công bền vững cho tổ chức. Chương trình tích điểm nhân viên Employ hoạt động trên nguyên tắc, người lao động tham gia chương trình tích điểm Employ một cách tự nguyện và chủ động. Người lao động đồng ý với cơ cấu điểm, cách thức triển khai chương trình, nhóm điểm và phương án sử dụng điểm. Các trưởng bộ phận và tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm truyền thông, hướng dẫn, đánh giá và tạo điều kiện cho người lao động được tham gia và được nhận các quyền lợi theo quy định của chương trình. Quỹ công ty và quỹ công đoàn là nhà tài trợ chính cho chương trình tích điểm nhân viên Employ. Việc ghi nhận điểm do công ty và công đoàn chủ trì, công khai, minh bạch và có sự phối hợp với người lao động. Tôn trọng và khuyến khích các ý kiến sáng tạo giúp cho chương trình được triển khai hiệu quả, có sự lan tỏa mạnh hơn và tạo động lực nhiều hơn cho người lao động. Điểm cống hiến thông qua việc xem xét top 50 lao động chuyên cần nhất công ty được xác định và phê duyệt bởi trưởng phòng nhân sự. Tích lũy điểm và đổi quà chỉ có hiệu lực trước ngày cuối cùng của năm, không được chuyển điểm tích lũy sang năm sau. Chắc hẳn các anh chị đang rất tò mò làm sao để tham gia chương trình rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức tham gia nhé. Chương trình tích điểm nhân viên Employ có 3 nhóm điểm sau. Nhóm A, tích điểm đổi quà. Nhóm B, tích điểm lộ trình công danh. Nhóm C, tích điểm năm. Đầu tiên là nhóm A, tích điểm đổi quà sẽ có chi tiết các nội dung được tích điểm như sau. Gia nhập tổ chức và kỷ niệm gia nhập công ty, 50 điểm. Các sáng tạo, cải tiến nhưng chưa được ghi nhận từ cấp công ty trở lên, 50 điểm. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, gắn kết, 50 điểm. Hoạt động giới thiệu ứng viên thành công, 50 điểm. Tích cực phản ánh định danh ý kiến qua cổng phản ánh thông tin, 50 điểm. Top 50 lao động chuyên cần nhất được công ty xem xét hàng năm, 100 điểm. Sinh nhật bản thân, được chủ động cập nhật trên hệ thống Employ, 50 điểm. Điểm thu ứng nhân ngày lễ đặc biệt như sinh nhật công ty, Tết Dương lịch, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày lễ Quốc khánh, 50 điểm. Ngày lễ tình nhân và các ngày lễ khác, được xem xét sau. Nhân viên hoàn thành các hoạt động đào tạo và phát triển bản thân do công ty tổ chức. Nhân viên tham gia hoạt động giảng dạy của công ty. Nhân viên chủ động tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển bản thân không do công ty tổ chức, nhưng chứng minh được quá trình tham gia và đạt được chứng chỉ hoặc xác nhận tham gia, 50 điểm. Điểm tích lũy từ 10 đến 100 và được xác định bởi ban tổ chức. Trong trường hợp những hoạt động tích lũy điểm được liệt kê chi tiết trên đây chưa bao quát hết được những hoạt động mà người lao động nghĩ rằng mình nên được đề xuất cộng điểm, người lao động chủ động đề xuất với trưởng bộ phận, tổ trưởng công đoàn về hoạt động mình đã tham gia để được xem xét hưởng điểm tích lũy. Người lao động khi đạt được các mốc điểm quy định bao gồm mốc M1 Florid 300 điểm, mốc M2 đồng 500 điểm, mốc M3 Bismuth 1000 điểm, mốc M4 Wolfram 2000 điểm trở lên sẽ có đặc quyền được lựa chọn những phần quà tương ứng với từng mốc điểm đạt được trong chương trình. Điểm tích lũy được quy đổi và được sử dụng qua hình thức nhận quà hiện vật do công ty sắp xếp theo từng giai đoạn. Danh mục quà cho từng mốc điểm tích lũy sẽ được công bố mỗi quý một lần và được đổi vào thứ năm đầu tiên của quý kế tiếp. Số điểm quy đổi qua sẽ được trừ trực tiếp vào tổng điểm tích lũy của cá nhân. Tiếp theo nhóm B, tích điểm lộ trình công danh. Nhân viên hoàn thành các hoạt động đào tạo và phát triển bản thân do công ty tổ chức. Nhân viên tham gia hoạt động giảng dạy của công ty. Nhân viên chủ động tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển bản thân không do công ty tổ chức, nhưng chứng minh được quá trình tham gia và đạt được chứng chỉ hoặc xác nhận tham gia. Điểm tích lũy từ 10 đến 100 và được xác định bởi ban tổ chức. Tổng số điểm của mỗi nhân viên là căn cứ xem xét, đánh giá và quy hoạch nhân sự nguồn, kế thừa, thăng tiến, bổ nhiệm các chức vụ quản lý tham gia các dự án trọng điểm của công ty. Đồng thời điểm tích lũy lộ trình công danh là cơ sở đánh giá thành tích công tác và tiềm năng phát triển bản thân giúp xem xét cấp bậc, chế độ đãi ngộ hợp lý. Cuối cùng là nhóm C, tích điểm 5. Điểm 5 được tích lũy từ nhóm A và nhóm B. Đây cũng chính là căn cứ xem xét đề cử khen thưởng và ghi nhận nhân viên xuất sắc trong năm. Với những nhóm điểm đã đưa ra, người lao động chủ động đăng ký các hoạt động tích lũy điểm đã tham gia chương trình thông qua ứng dụng Employ. Điểm Employ được tích hợp trực tuyến bằng ứng dụng chatbot trực tiếp bởi cá nhân người lao động, hệ thống cập nhật tự động điểm. Đồng thời người lao động có thể đăng ký và kiểm tra số điểm tích lũy của mình. Ngôn ngữ sử dụng trong ứng dụng chatbot là tiếng Việt. Quy trình tích điểm nhân viên Employ rất dễ hiểu về các bước như sau. Bước 1. Người lao động chủ động đăng ký các hoạt động tích lũy điểm đã tham gia chương trình qua biểu mẫu online đăng ký tích điểm Employ trên ứng dụng chatbot. Bước 2. Các đầu mối chịu trách nhiệm mỗi hoạt động xem xét và phê duyệt điểm Employ hợp lệ của người lao động trên hệ thống dựa trên các nhóm điểm tích lũy, số điểm quy đổi và quy định sử dụng. Nếu không hợp lệ, sẽ chuyển thông tin lại cho người lao động để có sự thay đổi, điều chỉnh hợp lệ, nếu có.
thời gian phê duyệt trước ngày 10 của tháng kế tiếp. Bước 3, người lao động chủ động kiểm tra điểm tích lũy qua ứng dụng chatbot để đổi quà dựa trên các quy định sử dụng điểm tích lũy được đề cập. Bước 4, phòng hành chính nhân sự tặng quà Employee cho người lao động dựa trên tổng điểm tích lũy của người lao động khi tham gia chương trình. Hy vọng rằng những thông tin chi tiết về chương trình tích điểm Employee sẽ vô cùng hữu ích cho các anh chị để cùng trải nghiệm chương trình và có cơ hội dinh thật nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua địa chỉ email happinessa@mht.masangroup.com. Thân ái và hẹn gặp lại!